Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ ba, ngày 22 tháng 8 2023. Thì như anh em cũng thấy mình đang hoàn thành những cái đơn hàng cuối ngày. Ví dụ như ở đây nè anh em. Một cái đèn bàn chải JD1000. Tấm pin nằm dưới, còn cái đèn nằm trên. Cái đèn này thì bao sáng nha anh em. Phải nói là cực kỳ sáng. Đấy. Thì ông anh mình đã mua cái đèn này chung với lại cái lưu carbon 1.0. Bây giờ tìm cách để hai cái này gói chung với nhau. Và ảnh nói chung là rất là tin tưởng, ảnh đã chuyển 2,7 triệu cho bên mình luôn rồi. Hai cái đèn đó là luôn phí vận chuyển là 2,7 triệu, ảnh đã chuyển khoản từ sáng nay rồi. Bây giờ mình bắt đầu gói. Còn ở bên đây là đèn xách tay này nè. Cái đèn xách tay 300k. Gì? Xách tay dẹp đồ kích. Ủa, kích hả? Ồ, xách tay gói xong rồi. Nói chung là lộn thôi. Đây là những tấm pin anh em. Còn những cái mặt hàng nãy giờ mình gói được đóng nè. Được đóng rồi anh em. Đấy. Thì ngài yêu cầu ở trong đây được đóng. Rồi ở ngoài đây được đóng là kể như là hoàn thành nhiệm vụ. Đó thì trở lại với cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Là anh em hay hỏi mình là bây giờ giới thiệu cho em một cái đèn bự. Đèn bự để lắp sân. Cái đèn bự để lắp phòng khách, cái đèn bự để lắp cái nhà bếp nấu ăn, cái đèn bự để em pha ăn trộm, đèn bự để pha ngoài ngõ rào. Và mình hay gửi những cái đèn bự cho mọi người xem. Thì khi gửi đó mọi người xem rồi cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ mình review lại những cái đèn bự để cho anh em có thể lựa chọn mà rõ hơn nữa ha, rõ hơn nữa. Trước mặt mọi người là một cái đèn 500W. Của công ty MK phát hành, đang phân phối cho các đại lý bán. Thì đây, MK 500W ha, Solarlight 500W IP67, chống nước IP67. Và cấu hình rất là to, nói chung là cấu hình to. Tới 500W thì cấu hình nó rất là lớn. Bây giờ mình sẽ đo cho mọi người xem cái độ lớn nha. Đầu tiên là kích thước của tấm pin. Dài là 6 tấc 7. Đây. Dài là 6 tấc 7 nha. Còn ngang là 4 tấc 45. Đây. Ngang là 4 tấc 45, dài là 6 tấc 7. Thì em mới đo tới đây thì mọi người sẽ nghĩ tấm pin này á là tấm pin 55W. Nhưng mà không phải nha. Ở ngoài sau nó dán cái mạc tấm pin này 40W. Để mình lật cho mọi người xem. Đây. Thì nói chung là cái mạc này nó không biết như thế nào, nhưng mà tấm pin khá to mà nó dán có 40W mọi người. Đó, dán cái mạc tấm pin 40W. Như thế em nghĩ là tấm pin này khoảng 50 hoặc 55W. Rất là bự nha. Đó, kích thước thì như mọi người biết rồi. Rồi bây giờ tới cái đèn. Rồi cái đèn. Chiều ngang của đèn á, là 3 tấc 3 nha. 3 tấc 3. Chiều dài á, là 4 tấc. Đấy. Thì khi mà mua hàng thì chắc chắn là chúng ta phải quan tâm tới độ lớn của món hàng. Chứ còn nó nhỏ xíu không bao giờ nó sáng được đâu mọi người. Cái dây ở dưới đây là dài 5m nha. Dây tấm pin đang đè lên là dài 5m. Đấy. Hàng thì như anh em thấy nè, mặt kính trong. Chá mới tinh. Đó. Mới tinh. Và mặt sau của đèn là một cái nhôm liền thể. Đấy, lật lui sợ nó rớt. Đó, này nhôm. Ở khung nhôm liền thể luôn nha. Nguyên khối nhôm. Đấy. Bữa có anh em thấy em bán rẻ quá, không biết nhôm hay là nhựa. Hàng nhôm nguyên khối nha mọi người, không có nhựa nha. Ở đây có 5 con led báo sạc nè, 5 led báo sạc. Có 806 con SMD 5730. 806 con nha. SMD 5730. Đấy. 5730 mà tới 806 con là nhiều lắm. Bên trong đây có bộ pin lưu trữ là 45A. 45A nha. Đấy. Thì anh em hay hỏi mình á, bây giờ em cần một cái đèn để cho nó sáng, cho em lắp phòng khách. Mua về cho ba em lắp phòng khách. Bây giờ giới thiệu cây gì. Thì mình mới giới thiệu anh em là đó, giờ có MK 300, 500 đồ đó, bự đó. Anh em có thể lấy. Nhưng mà mọi người cũng chưa có hình dung cái đèn của em nó như thế nào. Cho nên em tăng cường quay review những cái video như thế này. Mong là anh em xem và sẽ hiểu
cây đèn nó như thế nào ha. Cây đèn em bán ra là nó bự, nó bự như kích thước em vừa đo, to lớn đàng hoàng chứ không có cái vụ mà nhỏ nha mọi người. Em rất là ghét mấy cái đèn nhỏ bàn tay này kia đó, nó cháy như là cái đèn ma đó, mọi người. Đấy cho nên là đèn ta mua ta phải coi nó có bự hay không, tấm pin bự, cây đèn bự thì mới là chất lượng, mới là sáng được ha. Còn bây giờ thì em sẽ review về độ sáng của cái đèn này cho mọi người xem. À quên, dụng cụ thì nó gồm có đèn, tấm pin, bịch ốc, cái remote, một cái ray sắt này. Đó. Thì nói về vấn đề remote thì cái remote này nó có nhiều chức năng lắm nha. Tăng giảm độ sáng nè. 100%, 50% nè, on off nè. Auto 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Nói chung là cái đèn này tăng giảm độ sáng được nha anh em. Giờ mình bắt cho anh em coi thử cái độ sáng rồi mình giảm nè. Đó. Đó, giảm nó sáng ít xuống. Anh em thấy không? Đó, mình giảm nó tới thui luôn á. Đó, thấy không? Đó, đèn này tăng giảm độ sáng được nha mọi người. 100% cũng được, 50% cũng được. Nói chung là tăng giảm độ sáng thoải mái. Rồi, em tắt để cho không bị chá camera. Đó thì với cái đèn này anh em có thể lựa chọn lắp ở nhà bếp nè, lắp ở phòng khách nè, lắp ở cửa ngõ đi vào nè, hoặc là lắp ở khoảng không gian ví dụ như chỗ em đang đứng nè, ở hàng tư, ở sân, thấy không? Là ok nha, ánh sáng là khỏi lo. Và em cũng nhắc lại luôn, trên kênh đang bán cái đèn này với giá là 1.450.000 ha, 1.450.000. Phí ship là 75.000 đó. Ấn định luôn nha, đèn là 1.450.000, phí ship là 75.000. Thì hôm bữa giờ cũng có nhiều bạn đã mua hàng và đã trải nghiệm rồi đó. Nếu mà cảm thấy nó ok thì chúng ta có thể quay lại tiếp tục mua hàng. Những anh em mà đã mua rồi thì cũng có comment vào video cho mình tham khảo, đó là cái đèn này cháy nguyên đêm ok ha. Tất cả những anh em mà mua hàng mình thấy đều báo cáo lại là cái đèn nguyên đêm ok, không có vấn đề gì hết. Đó thì bây giờ chúng ta test độ sáng của nó khi mà đi ra ngoài tối nè. Đấy. Khi chúng ta treo độ cao khoảng 5m hoặc là 6m thì nó sẽ phà một cái vùng không gian nó rộng vài trăm mét vuông cho chúng ta nha. Đèn mà 500W bên em thì không bao giờ mà có chuyện tối đâu mọi người. Ha. Đấy. Sáng một công đất thì em không hứa, nhưng mà vài trăm mét vuông thì ok. Đó, anh em thấy không nè. Đó, và những anh em kia comment nói là đèn này sáng nguyên đêm ok, không vấn đề gì nha. Đó, chỉ cần có nắng là được anh em. Đây. Đó. Chúng ta đang cần một cái đèn để chúng ta treo ở những cái khu vực rộng rộng ở trong nhà. Thì chúng ta nên chọn cái đèn này. Ha. Những khu vực rộng rãi trong nhà nha. 1.450.000 cộng phí ship 75.000. Đèn MK 500W ha, đèn pha MK 500W. Đấy. Anh em thấy ánh sáng nó ghê không? Đó, nó có thể phủ nguyên một vùng mà mình nằm trong camera của mình á. Nè. Đấy. Thì em quay như thế anh em cứ thoải mái cảm nhận về độ sáng ha. Đó. Rồi, đam mê thì hãy liên hệ nha mọi người. Giá cả thì đã được ấn định vậy rồi đó. Chỉ cần chúng ta lên đơn là xong. Đây. Thì ở đây nó có thể là 5 con led báo sạc, 1 2 3 4 5. Màu khác nhau này, màu đỏ, con này màu xanh nữa đó. Và cái đèn này thì khi mà nó sạc đầy á là nó sẽ ngưng chớp mấy con led này nha. Nó khác với hàng JD. JD nó sạc đầy nó vẫn chớp, còn cái này là nó sạc đầy nó ngưng chớp. Đấy. Thì anh em nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục hoàn thành những cái món hàng, ví dụ như đang gói cái này. Đó, review cho anh em quá trình đây. Đấy. Đó, hết thảy là có 3 đồng chí đang vật lộn với cục hàng.
Đó thì anh em thấy là món cái bàn chải 1.000W này á, nó có cái thanh sắt cho nên là nó hơi bị lộn xộn ở trong đó ha. Có thanh sắt anh em thấy không? Rồi ở trong đó nó có thêm cái 1.0 nữa cho nên là nó khá là nhiều lung tung. Cái khâu gói thì rất là kỹ rồi nha. Mốt xốp đã đầy đủ. Mỗi cục hàng to luôn nha. To luôn. Phí vận chuyển thì cái CD 1.000 bàn chải đó là 80 ngàn phí vận chuyển. Đó, tại vì nó thành một cái thùng rất là bự. Thôi đến đây thì kết thúc video nha. Anh em nào đam mê những cái đèn bự như thế này nè thì hãy liên hệ để lắp ở đâu cũng được ha. Chỗ nào rộng rộng trong nhà chúng ta lắp đều được hết. Phòng khách đó, rồi nhà bếp, rồi hàng tư, rồi thậm chí ngoài sân giống như cái sân ở ngoài sân của mình hiện tại nè. Đó, ngoài sân hiện tại anh em cứ lắp cái đèn này vô. Đó, sáng đàng hoàng mình có thể bắt lên cho mọi người xem một lần nữa về cái vấn đề nếu chúng ta lắp ngoài sân thì nó sẽ như thế nào. Đấy. À, đấy, đây. Sáng trưng nha anh em. Rồi. Thôi kết thúc video ở đây. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.